Bây giờ mình sẽ mở cái dép này ra. Đấy. Để khóa sang đây. Bây giờ mình sẽ lấy hình dán này, dán vào dép. Thế là mình có dép đẹp. Mình sẽ dán hình nào nhỉ? À, con bướm đẹp nè. Dán vào đây. Và đẹp quá. Còn một chiếc. Dán hình nào được? À, cú mèo này. Dán cú mèo. Trời ơi, mình thật là thông minh. Một ngày mình sẽ thay một hình dán. Thế là mọi người lại nghĩ là mình có dép mới. BB TV. Ở đây sạch sẽ mà đẹp thật đấy. À, nhà bác Hùng đây rồi. Mình phải bấm chuông để bác ấy mở cửa. Tinh. Tuyết hả cháu? Cháu chào bác ạ. À. Cháu đến nơi, cháu vào nhà đi. Vâng ạ. À. Ừ. Chào em. Chào chị. Sao thế? Chị định đi đôi dép này vào nhà em á? Đôi dép này mới mà. Mới cái gì mới mà nhìn cũ thế? Thôi chị để ở ngoài cửa đi. Mới mua mà chị đi đường bụi nên cu tí thôi. Thôi, đừng để vào nhà em, chị để ở ngoài cửa nhá. Nhưng mà để ngoài cửa lỡ mất thì sao? Ở đây ai lấy đôi dép này đâu mà mất. Thôi chị cứ để ở ngoài đấy đi. À, may quá, chị có mang theo cái khóa đây. Để chị khóa vào rồi chị để nó ngoài cửa nhá. Có ai lấy đâu mà phải khóa. Ôi dồi ôi, mình vẫn phải cẩn thận em ạ. Đôi dép này á, là mẹ chị bán lợn để mua cho chị đấy. Đấy, bây giờ chị khóa xong rồi. Chị để ra ngoài cửa, chị cầm chìa khóa. Đố ai mà lấy được dép của chị. Để đây nhá. Lấy đâu mà ấy. Thế bây giờ chị vào nhà được chưa? Thôi chị vào nhà đi. Ừ. Thế bao giờ thì cháu nhập học? Cháu 3 hôm nữa ạ. 3 hôm nữa? Vâng. Ừ. Thế cháu cứ ở đây, có gì ở cùng Hằng. Bố, sao lại ở cùng con? Thì bây giờ chị lên thì cho chị ở cùng con, hai chị em cho vui. Cho chị ở cùng với. Nhưng mà con ở một mình quen rồi, bây giờ có chị vào nữa con lạ, con không ngủ được đâu ý. Chị chỉ ở cùng một thời gian thôi mà. Đúng rồi đấy. Thôi được rồi. À bác ơi, bố mẹ cháu có gửi cho bác ít quà quê ạ. Của nhà cháu trồng đấy bác. Bố mẹ cháu với cháu chu đáo quá. Có gì đâu bác. Thì bác xin nhá. Ở đây đầy sao phải mang lên. Của nhà chị trồng thì mới sạch chứ. Đúng của. Với lại ngô ngọt lắm đây. Khoai cũng dẻo nữa. Đúng rồi con ạ. Của quê ăn mới ngon. Như nhau hết thôi bố ạ. Thế tí Hằng đưa chị vào phòng nhá. Giờ bố mang cái này xuống bếp. Vâng. Hằng ơi, dọn nhà cho bố đi. Bừa bộn quá. Vâng ạ. Lại dọn nhà. Bố bắt mình dọn nhà suốt ngày thôi. À, có chị Tuyết ở đây mà. Bảo chị Tuyết dọn. Chị Tuyết ơi. Ôi, đây. Chị ơi. Chị đang làm gì đấy? Chị đang học bài. Học bài á? Thế chị đi dọn nhà cho em được không? Vâng. Ừ nhá. Để chị dọn cho. Vâng ạ, em cảm ơn. Wow, chú chữ này đẹp quá. Sướng nhở. Bây giờ có chị Tuyết ở đây rồi. Có gì mình cứ bảo chị Tuyết làm, mình đỡ phải làm. Đây có chú cú mèo nữa. Cái này đi. Đấy. Chị Tuyết ơi. Ơi. Chị phải lau thật sạch rồi nhá. Chị lau sạch mà. Đấy, phòng hoa bên này. Đấy, xong rồi, đẹp quá. À, chị lau sắt xong chưa đấy? Chị xong rồi đây. Xong rồi á? Ừ. Thế chị dọn hộ em cái này nhá. Mình cái này á? Vâng, xong chị vứt vào thùng rác hộ em nhá. Em vào phòng cái. Này, vứt vào thùng rác á? Vâng. Thế em không lấy nữa à? Không, em không dùng nữa đâu, em chán rồi. À, toàn hình đẹp thôi. Hay là em cho chị nhá. Cho chị làm gì? Thì em cứ cho chị đi. Thôi chị xin. Được không? Chị thích thì chị lấy. Đằng nào em cũng không dùng nữa đâu mà. Yeah. Chị cảm ơn nhá. Đây nữa này. Chị vào quất cái chổi đã. Tí chị ra chị lấy luôn. Lấy cái này mình định vứt rồi. Không biết là lấy làm gì nữa không biết. Bây giờ mình sẽ mở cái dép này ra. Đấy.
cái khóa sang đây. Bây giờ mình sẽ lấy hình dán này, dán vào dép. Thế là mình có dép đẹp. Mình sẽ dán hình nào nhỉ? À, con bướm đẹp nè. Dán vào đây. Và đẹp quá. Còn một chiếc. Dán hình nào được? À, cú mèo này. Dán cú mèo. Trời ơi, mình thật là thông minh. Một ngày mình sẽ thay một hình dán. Thế là mọi người lại nghĩ là mình có dép mới. Đẹp quá. Đi thử xem nào. Để đấy. Hằng ơi, Hằng, ra đây chị bảo này. Chị gọi chị em đây. Em nhìn này, đẹp không? Chị làm gì với đôi dép đây? Chị dán hình dán em cho vào đây đây. Hình dán này á? Ừ. Ờ, hình dán này chỉ dán lên giấy thôi. Sao chị lại dán vào dép như thế? Dán vào dép cũng đẹp mà, chị thấy đẹp mà. Đẹp cái gì mà đẹp? Người ta chỉ dán vào giấy thôi. Dán vào dép ba, chị đi hai bước nó bong ý. Thế, bong chị lại lấy dây chị buộc vào. Thế là lại đi được tiếp. Nhá, chị bảo nhá, mỗi ngày chị sẽ thay một hình dán. Thế là mọi người lại tưởng là chị có dép mới. Chỉ có một mình chị mới làm như thế thôi. Nhưng mà sao chị lại đưa đôi dép này vào nhà rồi? À, chị chỉ đưa vào đây để chị dán thôi. Chị lại khóa vào, chị để ra ngoài cửa mà. Xong rồi chị lại để ngoài cửa đấy nhá. Ừ, bây giờ chị khóa vào đây này. Chị khóa vào. Đấy. Xong chị lại để ra ngoài cửa. Nhưng mà có ai lấy đâu mà phải khóa. Khóa đây chưa? Này, em thấy, em bảo đúng chưa? Chị thấy chưa? Bong đây rồi. Chị để chị nghỉ. Đôi dép đây tạm đấy nhá. Chị để tạm thôi. Chị vào chị lấy cái dây đã. Rồi ra chị buộc vào cho chắc. Thôi em vào đây. Để tạm cái này ra đây đã. Vào tìm cái dây. Vâng mẹ. Dạ vâng ạ. Ôi mẹ không phải lo đâu. Bác Hùng bác ấy tốt bụng lắm mẹ ạ. À em Hằng á? Ôi em Hằng hiền lắm. Với cả em ấy thân thiện này. Em ấy cho con ở cùng phòng nữa mẹ ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, mẹ không phải lo gì đâu mẹ nhá. Vâng ạ. Đây, đáng yêu quá đấy nhá. Chị Tuyết ơi. Ơi. Em lại có việc gì bảo chị làm à? Không. Sao thế? Thật ra vừa nãy em vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa chị với mẹ chị ấy. Em tự dưng em cảm thấy xấu hổ quá chị ạ. Ơ, có sao đâu mà. Tại vì thời gian chị ở đây thì suốt ngày em chạnh chọe với chị này. Em đối xử không tốt với chị mà chị vẫn nói tốt về em trước mặt mẹ chị ý. Có gì đâu, chị vẫn quý em mà. Chị ơi, chị đừng giận em nhá. Chị làm sao mà giận em được, em đáng yêu thế này cơ mà. Từ giờ này em sẽ đối xử tốt với chị này, không chạy chọe với chị nữa, giúp chị làm việc nhà chị nhá, chị đừng giận nhá. Em nói thế chị rất là vui luôn. Thế bây giờ em sẽ đi rửa bát cho chị nhá, được không? Thế thì chị sẽ rửa cùng em vì mình là chị em tốt mà. Rửa cùng em á? Ừ, được. Thế đi rửa luôn. Vâng ạ. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.